Ronaldo lo lắng cho tương lai của con trai. Cựu sao Real Madrid không chắc chắn về việc để cậu quý tử rời Saudi Arabia đến châu Âu thi đấu. Điều này bỏ ngỏ khả năng Ronaldo di ra có thể nối nghiệp người cha. Ngôi sao của Anas lưỡng lự khi để con trai rời xa mình và nửa kia Real Zidane. Ronaldo chia sẻ, tôi không biết liệu mình có cho phép nó rời nhà hay không, thậm chí trong vòng 2 năm tới, vì điều đó sẽ rất khó khăn. Hơn ai hết, Ronaldo hiểu rõ nhất những thử thách khi phải sớm rời xa gia đình để phát triển sự nghiệp. Chia sẻ trên Hub Podcast, Ronaldo tiết lộ về khoảng thời gian mới bắt đầu sự nghiệp. Anh cho biết, tôi rời Madeira năm 11 tuổi để đến Lisbon. Đây có lẽ là phần khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên, nếu một con trai trở thành một ngôi sao như mình, việc để Ronaldo di ra sớm tiếp cận với bóng đá châu Âu là điều cần thiết. Ngoài ra, môi trường của bóng đá châu Âu sẽ tạo điều kiện phát triển tốt hơn cho tài năng của cậu. Ronaldo di ra hiện thuộc biên chế đội trẻ Anas, nơi ông bố đang thi đấu. Tài năng nhí này vừa cùng đội U13 vô địch Saudi Premier League 2023-2024 với thành tích ấn tượng hồi đầu tháng 2. Trước đó, Ronaldo di ra đã thi đấu cho một số học viện đào tạo trẻ lừng danh ở châu Âu, bao gồm Real Madrid, Juventus và MU. Trong màu áo đội trẻ Juventus, cầu thủ nhí sinh năm 2010 từng ghi tới 58 bàn chỉ sau 28 trận. Vào thời điểm này, mục tiêu chính của Ronaldo di ra là được chơi một trận đấu chuyên nghiệp với cha trước khi giải nghệ. Cristiano Ronaldo nhiều lần thừa nhận tham vọng của con trai. Dù còn nhiều lo lắng, song siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn luôn tin tưởng vào tương lai sáng lạn của con trai. Đạo Neymar muốn tới Man United. Trang Daily Mail tiết lộ, Man United đang là một trong những ứng viên nặng ký để chiêu mộ Neymar. Theo báo chí Brazil, Neymar đang cân nhắc việc rời Anhilo để chuyển đến một câu lạc bộ tại ngoại hạng Anh vào ngay trong mùa hè này để tìm kiếm thử thách mới. Ban đầu, tiền đạo người Brazil muốn ký hợp đồng với Anhilo có thời hạn đến năm 2027, nhưng hiện tại đã thay đổi quyết định vì nhiều lý do khác nhau. Chân sút người Brazil đang nằm trong tầm ngắm của một loạt đại gia của bóng đá Anh là MU, Newcastle và Chelsea. Daily Mail cho biết, MU là một trong những ứng viên nặng ký để chiêu mộ Neymar. Hiện tiền đạo 31 tuổi đang hưởng mức lương lên đến 100 triệu euro trên năm, theo Lipip. Đây là con số khiến tỷ phú Jim Ratcliffe cân nhắc bởi ông cũng đang muốn mang thêm rất nhiều sao số về quỷ đỏ trong thời gian tới. Liên quan tới MU, hiện huấn luyện viên của Ipswich, Kieran McKenna nổi lên như một ứng cử viên cho vị trí thuyền trưởng Man United nếu Erik ten Hag rời đi vào cuối mùa giải. McKenna đã chứng minh được khả năng khi giúp câu lạc bộ Ipswich thăng hai hạng để vươn lên ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025. Huấn luyện viên trẻ tuổi này hiện đang được coi là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế nóng của MU.